áo này là không được giảm giá. Không được giảm giá, áo bên mình là không giảm giá, bên mình là không giảm giá. Dự án này áo không được giảm giá nha mọi người ơi. Lần đầu xem Shopee kìa. Đấy chưa? Rất là nhiều bạn lần đầu xem Shopee đấy nhá. Áo dự án này là không giảm giá mọi người ơi, 398k được may mà được ở bên TikTok Shop là có hỗ trợ giá cho Shopee, đợt đầu. Shopee. Không. Bên TikTok Shop đợt đầu ấy, live ấy là có bên TikTok Shop hỗ trợ này, hỗ trợ voucher cho cả nhà mua rẻ này, và đợt 2 này là bên Shopee. Đấy. Nói chuẩn là như thế. Hai bên đều tốt như nhau ạ. Đấy, hai bên đều tốt như nhau. Tốt Facebook nhau. Cũng tốt. Facebook mà lì, Facebook không tốt, không có giảm giá. À. Tinh xanh còn chưa có đấy kìa. Tinh xanh chưa có? Chưa. Facebook đi mua đi, không đổi được ai. Nghe nói là chuẩn bị bán rồi mà. Mua Facebook thuê chứ. Thuê mà còn không cho. Facebook là chỉ để đấy thôi, đăng ảnh mới chỉ thôi. Không ăn thua. Check đơn xem bao nhiêu đơn rồi. Không, mình đánh giá mọi cao Shopee đấy. Quá cao luôn, Shopee quá cao luôn đấy chứ. Ngay cả lúc đặt livestream đây là mình cũng đặt cái máy ở bên Shopee nó cao hơn. Cái này Shopee là cái máy của mình là mình tải cách đây khoảng 3 năm rồi. Đây tải 4 năm rưỡi này rồi. 3 năm rồi. Và vì sao là mình biết là cái lúc đấy cái Shopee này là có kiểu giao diện màu hồng. Đấy. Vì sao lại biết là màu cam? Thế thử thay cho cái anh Facebook thì màu xanh hay nhỉ? Mua, cực kỳ tốt luôn. Bây giờ mà có má thì voucher 200k nữa thì đẹp. Đấy, hay lên Facebook. Ok nha mọi người ơi, nữ 48kg, 1m58 cho em size S đi ạ. Linh tắt bên mọi người khác, mò sang Shopee hết mà. Đâu, làm gì biết, không em like bên Facebook ấy. Em like bên Facebook ấy là để cho mọi người cái đường link ấy. Đường link Shopee ấy, em biết online. Được cái đường link Shopee là mọi người ấn vào trong cái đường link Shopee này sẽ dẫn đến cái Shopee chính của em online đây. Mọi người mua hàng bên Shopee này là sẽ được mã voucher từ 50k cho đến 150k. Còn bên Facebook là mọi người sẽ mua với giá là 398k mà không mà free ship đấy. Chứ còn bên Shopee này, giảm mạnh luôn. Để nói với cả mọi người bên Facebook là bên Shopee đang có cái voucher giảm giá tốt lắm. Từ lúc anh bán họ Shopee là anh họ đây mà. Ô thế là anh Tuấn đang làm ở đấy à? Không thì mọi người gọi là Tiến Bi mà. Không, anh Tuấn mà. Đúng anh Tuấn đấy. Làm trong Shopee đấy, Shopee đấy. Shopee anh họ ông anh họ cũng gọi là ấy không tiếng to đâu đúng không? To. Thế như là anh lùi xe ra đấy, ông ấy bảo là đầu chỗ kia đúng gì đâu. Đúng rồi đấy. Được 7 năm rồi, Shopee sinh nhật 7 năm rồi. 7 năm là? Thế mà 7 năm rồi đó? Lâu thế à? Anh tải 4 năm rưỡi rồi mà. Mình mới tải cách đây... Nhưng mà chưa mua gì trên Shopee bao giờ. Không biết mua. Đấy, 1.000k mắt người xem luôn. 1.000k mắt, đẳng cấp đấy. Đẳng cấp luôn. Sao mình đảo lại mất 400... 30k nhỉ? Ôi sao giá liên miên là 398k mọi người. Hay là đặt hai áo? Nếu như mà đặt từ hai sản phẩm trở lên. Đặt từ hai sản phẩm trở lên, cái áo dự án này là sẽ được giảm 150k cho mọi người. Mã nó từ áp rồi mà. Mã nó từ áp mà mọi người. Đây này mọi người ấn vào đây này. Hiện tại là cái hình áo này nhá, cái hình áo này và có cái chữ ở dưới là 398k, đúng không mọi người? Và có chữ mua ngay đấy. Mọi người ấn vào chữ mua ngay là sẽ biết được là cái nick của mình, cái nick của mọi người là sẽ được giảm bao nhiêu trong đấy. Mọi người ấn vào đi, ấn vào chữ mua ngay ở phía trên này này, để xem này. Đấy, để xem là cái nick của mọi người là sẽ được giảm được bao nhiêu. Giảm 150k. Rồi. Mua từ 2 áo trở lên là sẽ được giảm 150k. Mua từ 2 áo trở lên là sẽ giảm được 150k nha mọi người. Có người mua 2 sản phẩm mà có 417k. Đấy, 417k kìa. Có người mua từ 2 sản phẩm là giảm được 417k kìa. Ok chưa cả nhà ơi? Rồi. Đa số các nick thì sẽ giảm được từ 398k xuống còn 338k nha mọi người ơi. Số bao nhiêu rồi? Bao nhiêu rồi? Hơn 550 sản phẩm rồi. Là còn vẫn làm 1.500 nữa, 1.500 sản phẩm nữa. Có
1.400 nữa mọi người, 1.400 nữa. Một nghìn tư nữa cả nhà ơi. Mình chọn thêm voucher Shopee có mã giảm giá ở đây, đúng rồi cả nhà ơi. Mọi người ấn vào đây này, ấn vào cái khung hình này này là có cái áo đúng không? Và cái áo và cái dự án ngày hôm nay chỉ bán ba mẫu. Mẫu thứ nhất là mẫu 1 này và mẫu thứ hai và mẫu thứ ba ở trong giỏ hàng Shopee, chứ không bán mấy cái áo ở dưới nha mọi người. Tại vì hiện tại là em đang like để bán áo dự án thôi. Mình mời mọi người bấm lưu mã. Vâng, đúng rồi ạ. Mình mua sai rồi, bây giờ đổi sai không ạ? Mình mua sai rồi. Nếu như mà đặt vì sai thì mọi người hủy cái đơn. Hủy mua lại cũng được mà. Hủy mua lại cũng được mà. Đấy, giảm 50% này. Em đang ghi ở trên kìa. Mọi người thấy không ạ? Ôi sao giảm 50% ấy? Đâu, đây em ghim lại vô trường. Là còn... Em ghim nhầm. À, ghim nhầm á? Ôi, khai đặt nhiều quá các bạn. Đây, còn có mã này trong... Không chỉ là cái áo dự án đâu mà tất cả các sản phẩm đều được sale nhiều lắm mọi người ơi. Trên Shopee. Thôi, mấy hôm nay chỉ bán áo dự án này. Giảm 50% nhưng tối đa 25k. Cái này là bên Shopee từ ấy mình không biết nha. Cái này là mã like, còn cái mã mà mã like cho thì sẽ bắn thẳng trực tiếp vào ví rồi mọi người, chỉ cần app cái là đặt hàng cái là. Rồi bây giờ là cho khả năng là tắt bên Facebook đi. Facebook dưới còn 1.600 nữa rồi. Alo, có ai xin nghỉ chưa? Facebook. Toán. Phải không thu không? Ngăn thu rồi. Chờ đi tục số thôi. Như thế là căng lắm rồi đúng không? Thế thì chờ tục số thôi. Chờ đi tục số hỗ trợ giá đi. Điền cho Shopee lên nói bài. À, đại diện Shopee à? Đây là đại diện tục số nha. Ngồi đây nào. Đàm phán đi. Đàm phán đi. Mình hôm nay sẽ là người đại diện cho bên Shopee. Shopee. Shopee sẽ đàm phán với cả đây bên gì? Hả? TikTok. TikTok Top. Rất hạnh được gặp anh Top Top. Top Top nha. Em là Shopee. Shopee à? Vâng, hôm nay bên em là có cái voucher hỗ trợ giảm giá cho bên Quang Linh Store, đấy là từ 50 cho đến 150k. À, trên một sản phẩm áo dự án của bé Mây. Đây, chúng ta đã thỏa thuận từ ban chiều. Mọi người là cứ không tin cứ bấm vào cái chỗ nút mua mà xem. Và có thể là mua, nếu mà mình nói sai thì là ôi bùng tiếng. Bùng cái gì đâu. Sao đứa nào đưa mẫu mà chật thế này. Vừa là nhà xong rồi nha Linh, mà hết size S phải sang... À đúng rồi, size M cũng được ạ. Size M với size S nó hơn nhau có 100 tí thôi. Tí từng này thôi. Đâu từng này? Từng này thôi. Đấy. Đấy, vừa thay mặt Shopee vào cái nói chuyện là mọi người lại vào mua ầm ầm. Màu đỏ hiện lên là đã mua xong à? Thường cái này... Sao màu đỏ màu vàng nó hiện liên tục ấy? Đang mua hàng từ Lightteam. Đang mua hàng à? Còn hiện vàng vàng là có người xem tham gia, người tham gia và theo dõi, vừa theo dõi tài khoản là màu vàng. À, vừa theo dõi. Màu đỏ là mua. Màu đỏ này đang mua. Cảm ơn 7 bạn đang mua bên Shopee mình nhá. Vòng bùng 110 mặc size XL được không? Được. Được anh ơi. Được anh ơi. Anh Tiến mang size M rồi. Đây, hôm nào mà thích thì mình... Ê, cái size mang size S đây nè. Ôi giời, sẽ hết chắc gì chật cái này. Bụng thật đấy, người mà đưa được cái áo cho người mẫu đi vào mặc là mặc chứ trông như chẳng trông. À, nhưng mà mình lại thích mặc kiểu body, body. Kiểu ôm vào cái cơ thể đấy. Đấy, như kiểu baby tee ấy. Nhìn chán luôn. Quá. Nhìn chán luôn. Mèo lại đây.
cái gì thúi à? Thúi tạo link mới cái gì thúi không là đọc được, không là được, không là được. À, tạo link mới được giảm. Đâu mèo đó. À, ai mà tạo link mới được giảm thêm nữa à? Đấy. Cho mèo lên sập đấy. Nhu. À, Nhu à, có cắm không? Ui, cao kìa. Nhu. Nhu, chào các bạn đi Nhu ơi. Nhu. Hả? Tên con mèo. Tên con mèo là Nhu. Con mèo là Nhu sao? Đúng, bình thường mà. Tên mèo là Nhu nha mọi người.